Quý vị và các bạn đang quay trở lại với điểm tin giải trí tối ngày 22 tháng 1 trên iBiz. Ngay bây giờ là những nội dung có trong bản tin hôm nay. Phía Thủy Tiên thông báo tin vui bất chấp kết quả điều tra từ thiện. Ông Đoàn Ngọc Hải treo thưởng 5 tỷ cho ai tung bằng chứng Việt Hương ăn chặn tiền từ thiện. Wendy Phạm lần đầu tiết lộ gia tài chưa từng công bố của cố ca sĩ Phi Nhung. Hậu ồn ào hôn nhân, Diệp Lâm Anh mong muốn một điều duy nhất. Đỗ Thị Hà xuất sắc lọt top 40 Miss World 2021. Nick Jonas đón con đầu lòng bằng phương pháp mang thai hộ. Park Shin Hee chính thức lên xe hoa cùng Choi Tae Jun. Phía Thủy Tiên thông báo tin vui bất chấp kết quả điều tra từ thiện. Là nhân tố được cho là căng thẳng nhất liên quan đến lùm xùm từ thiện tại miền Trung vào cuối năm 2020, nữ ca sĩ Thủy Tiên suốt thời gian qua gần như im hơi lặng tiếng. Thì gần đây, sau khi Bộ Công an thông báo kết quả điều tra ban đầu, thì bà xã Công Vinh mới xuất hiện trở lại. Cho đến hôm nay, ngày 22 tháng 1, thì trên trang fanpage dành cho người hâm mộ Thủy Tiên, phía đại diện FC này đã thông báo tin vui, được cho là vô cùng bùng nổ. Chị nhà Thủy Tiên sẽ xuất hiện đêm nhạc hội tối nay tại Phú Quốc. Chúc nhà mình cuối tuần đầy niềm vui nha! Như vậy có thể thấy thì những tin đồn về việc Thủy Tiên đang dần từng bước quay trở lại showbiz hoàn toàn có cơ sở. Trước đó thì dân mạng cũng xôn xao trước bức ảnh Thủy Tiên đang tập luyện cùng đoàn vũ công và liên tục đoán già đoán non xem cô nàng sẽ đổ bộ vào sân khấu hay chương trình nào trong khi những ồn ào về từ thiện vẫn còn chưa rõ trắng đen. Mặc dù đã trải qua mốc 15 tháng 1, song đến hiện tại thì phía cơ quan công an vẫn chưa chính thức có bất kỳ động thái hay tuyên bố mới nhất nào về vụ từ thiện của các nghệ sĩ. Trong khi đó thì hàng loạt những tên tuổi quen thuộc của drama này như là Mr. Đàm, Trấn Thành, Hoài Linh và hiện tại là Thủy Tiên đều đã nỗ lực bứt phá và trở lại đường đua showbiz. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Ông Đoàn Ngọc Hải treo thưởng 5 tỷ cho ai tung bằng chứng Việt Hưng ăn chặn từ thiện. Mới đây thì trên trang cá nhân, ông Đoàn Ngọc Hải đã có một bài viết dài gây chú ý. Nguồn cơn đến từ một cáo buộc nhắm vào nghệ sĩ Việt Hưng, cho rằng cô có dấu hiệu không minh bạch trong việc làm từ thiện. Cáo buộc này cũng đặt ra nghi vấn về tính minh bạch của chiếc xe cứu thương mà vợ chồng nghệ sĩ Việt Hưng tặng cho cựu phó chủ tịch quận nhất thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó thì ông Hải cho biết, mấy hôm nay rất nhiều bạn nhắn tin, điện thoại, bình luận vào máy điện thoại của tôi phản ánh về việc nghệ sĩ Việt Hưng ăn chặn từ thiện với những lời lẽ xúc phạm. Nếu bạn nào có bằng chứng xác thực việc nghệ sĩ Việt Hưng ăn chặn từ thiện, dù chỉ là một đồng, hãy mang bằng chứng đó đến nhà tôi. Nếu bằng chứng đúng, tôi sẽ tặng người tố giác một chiếc ô tô mới tinh trị giá 3 tỷ đồng và 2 tỷ đồng tiền mặt. Tổng tiền thưởng cho người tố giác đúng là 5 tỷ đồng. Sau khi đã có chứng cứ gian lận từ thiện của nghệ sĩ Việt Hưng thì tôi sẽ trả lại nghệ sĩ Việt Hưng ngay lập tức chiếc xe cứu thương trị giá 2 tỷ 700 triệu đồng mà vợ chồng nghệ sĩ Việt Hưng tặng tôi vào tháng 8 2021 vừa qua vì cô ấy không xứng đáng để làm từ thiện. Cũng tại bài viết thì ông Hải tuyên bố, nếu nghệ sĩ Việt Hưng gian lận từ thiện thì việc lên án trước công luận là đúng. Nếu đúng Việt Hưng tốt thì chúng ta không nên vu khống, bôi nhọ Việt Hưng. Tôi luôn tin tưởng và yêu quý vợ chồng Việt Hưng. Động thái này của ông Đoàn Ngọc Hải ngay lập tức được nhiều người yêu quý ông cũng như là các fan của Việt Hưng ủng hộ. Còn bạn, bạn nghĩ sao về sự việc này? Wendy Phạm lần đầu tiết lộ gia tài chưa từng công bố của cố ca sĩ Phi Nhung. Mới đây, Wendy Phạm, con gái ruột của ca sĩ Phi Nhung đã bất ngờ chia sẻ tài sản quý giá giữa cô và người mẹ quá cố. Không phải là thứ gì quá cao sang và đắt tiền, đây chỉ là những hình ảnh sinh thời Wendy chụp cùng mẹ mình. Tuy nhiên thì những hình ảnh này lại chứa đựng nhiều kỷ niệm giữa hai mẹ con và khiến cho nhiều người không khỏi xót xa. Nhìn ảnh thì có thể đoán khoảnh khắc này được chụp lại khi Phi Nhung còn khá trẻ và Wendy Phạm cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn. Trông hai mẹ con Phi Nhung giống như hai chị em vì không mấy cách biệt tuổi tác khi đó. Có thể thấy thì dù không nhắc đến nhau nhiều trên phương tiện truyền thông, nhưng Phi Nhung vẫn rất yêu quý Wendy và dành tình cảm sâu đậm nhất cho con gái ruột của mình. Dường như cô không muốn mọi người để ý quá nhiều vào con gái cũng như là sợ con gái bị làm phiền trong cuộc sống. Bạn nghĩ sao về những hình ảnh này của cố ca sĩ Phi Nhung và con gái ruột? Hậu ồn ào hôn nhân, Diệp Lâm Anh mong muốn một điều duy nhất. Sau loạt lùm xùm về hôn nhân với thiếu gia Đức Phạm, Diệp Lâm Anh đã chính thức rời nhà chồng cùng hai con nhỏ. Cho tới mới đây thì cô nàng đã chia sẻ bài viết trên Instagram cá nhân khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Cụ thể thì Diệp Lâm Anh đã đăng tải hình ảnh khoe visual đỉnh của chóp và vóc dáng chuẩn chỉnh đính kèm dòng trạng thái. Một ngày chẳng biết làm việc bao nhiêu tiếng, suy nghĩ bao nhiêu điều, về sớm hay về muộn. Chỉ biết là đã cố gắng hết sức rồi, cần được ôm con vào lòng và ngủ thật ngon.
Đây được cho là một trong những lần hiếm hoi dịp Lâm Anh trải lòng, tâm sự về cuộc sống sau ồn ào hôn nhân. Có thể thấy thì người đẹp vẫn đang dành mọi thứ tốt đẹp cho các con của mình. Nỗi lòng của mẹ bỉm đã khiến cho nhiều người đồng cảm và dưới phần bình luận thì đông đảo khán giả đã gửi lời động viên, an ủi dịp Lâm Anh. Đỗ Thị Hà xuất sắc lọt top 40 Miss World 2021. Vào khuya ngày hôm qua ngày 21 tháng 1 theo giờ Việt Nam thì ban tổ chức cuộc thi Miss World Hoa hậu Thế giới đã chính thức công bố top 40 người đẹp xuất sắc nhất mùa giải 2021. Trong top 40 thì 15 thí sinh được đặt cách nhờ chiến thắng những phần thi phụ. 25 thí sinh còn lại là sự lựa chọn của ban giám khảo. Thật bất ngờ khi Hoa hậu Đỗ Thị Hà của Việt Nam nằm trong 25 thí sinh do ban giám khảo lựa chọn. Vậy là nàng hậu xứ Thanh đã tiến thêm một bước đến gần hơn với vương miện Hoa hậu Thế giới 2021. Theo thông báo từ ban tổ chức Miss World thì top 40 sẽ có mặt tại San Juan, Puerto Rico vào ngày 12 tháng 3 2022 và họ sẽ tham gia một số hoạt động cuối cùng trước khi chung kết diễn ra vào 16 tháng 3 2022 theo giờ địa phương. Hiện tại thì mặc dù đã có kết quả âm tính, song Đỗ Thị Hà vẫn chưa thể trở về Việt Nam do gặp một số trục trặc. Nick Jonas đón con đầu lòng bằng phương pháp mang thai hộ. Hôm nay ngày 22 tháng 1 thì truyền thông Hollywood lẫn người hâm mộ đã vỡ òa trước thông tin ngôi sao âm nhạc Nick Jonas và bà xã Hoa hậu Thế giới Priyanka Chopra đã đón con đầu lòng thông qua phương pháp mang thai hộ đặc biệt. Cặp đôi chia sẻ, chúng tôi vô cùng vui mừng khi chia sẻ tin vui, hai vợ chồng vừa chào đón con đầu lòng bằng phương pháp mang thai hộ. Trong thời gian đặc biệt này thì chúng tôi mong mỏi có được sự riêng tư để được tập trung vào gia đình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau khi thông tin này được chia sẻ thì vợ chồng Nick Jonas đã nhận về hàng triệu lời chúc mừng từ bạn bè, gia đình, đồng nghiệp lẫn người hâm mộ trên toàn thế giới. Ngoài ra thì thông báo này của cả hai cũng phá vỡ tin đồn chia tay sau 3 năm kết hôn. Được biết bộ đôi gặp nhau lần đầu vào năm 2017 sau 4 tháng hẹn hò thì Nick Jonas và Priyanka Chopra đã về chung một nhà. Xin được chúc mừng tin vui này của cặp đôi. Park Shin Hee chính thức lên xe hoa cùng Choi Tae-jun. Có thể nói hôm nay ngày 22 tháng 1, showbiz thế giới đã đón nhận thêm một tin vui khi hai ngôi sao xứ Hàn là Park Shin Hee và bạn trai kém tuổi, nam tài tử Choi Tae-jun sẽ chính thức kết hôn. Không chỉ vậy thì dân tình còn sốt xin xịt khi loạt ảnh cưới của cặp đôi được đăng tải trên mạng xã hội. Theo đó thì lễ cưới được trang trí bởi rất nhiều hoa tươi ở cả lễ đường lẫn hậu trường. Rất đông khách mời đã cùng đến chúc phúc cho vợ chồng của nam tài tử. Bên cạnh đó thì netizen còn xỉu nghiêng, xỉu ngã trước video vô cùng đỉnh cao, tươi tắn và rạng rỡ của cô dâu Park Shin Hee trong bộ váy cưới thanh lịch. Nhiều người khẳng định chỉ cần nhìn thấy nét mặt của nữ diễn viên thôi cũng đủ hiểu là hôm nay là ngày cô hạnh phúc cỡ nào rồi. Ngoài ra thì dù đang mang thai con đầu lòng nhưng mà vóc dáng của Park Shin Hee vẫn rất là thon gọn, trông không khác gì một nàng công chúa được hoàng tử cực bảnh bao điển trai đón về dinh sau bao ngày mong ngóng. Bạn nghĩ sao về bộ ảnh chất lư và siêu đám cưới của bộ đôi này? Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc điểm tin giải trí tối nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo trên iBiz. Hãy luôn theo dõi chúng tôi để cập nhật tin tức giải trí hot mỗi ngày.